Diệu Thảo. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Món ngon mỗi ngày. Cô Diệu Thảo ơi, vừa qua chương trình Món ngon mỗi ngày của mình đã nhận được rất nhiều thư của quý vị khán giả, đặc biệt là các bà mẹ trẻ, và rất yêu thích tiêu chí của chương trình đó là món ngon trong tích tắc. Chủ đề tháng trước là mình dành trọn một tháng cho những món ăn phù hợp với trẻ em. Vì vậy quý vị khán giả yêu cầu là trong tháng này hoặc là những chủ đề kế tiếp, chúng ta sẽ dành những thực đơn mà cả gia đình cùng yêu thích. Cô nghĩ như thế nào nè? Vậy thì để đáp ứng với lại lời yêu cầu của quý vị khán giả, trong những chương trình tới, Diệu Thảo và Ngọc Hương sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả những món ngon có đầy đủ chất dinh dưỡng nè, ít nguyên liệu mà lại chế biến nhanh nữa, và đặc biệt là cả nhà có thể cùng thưởng thức món đó. Và để bắt đầu thì trong chủ đề tháng 11 này sẽ là chủ đề ba nguyên liệu triệu món ngon. Và để khởi động cho chủ đề này, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và Ngọc Hương một món ăn chế biến từ cái loại nguyên liệu mà rất gần gũi, xuất phát từ một loại cây rất là gần với lại Việt Nam. Ngọc Hương biết nè, cô Diệu Thảo đang nói đến cây tre. Trời, cây tre thì làm sao mà có thể chế biến được món ăn? Đó là măng. Măng là một nguyên liệu, thế còn hai nguyên liệu nữa? Là tôm và thịt. Chúng ta sẽ có một món ăn tôm thịt kho măng. Để thực hiện món tôm thịt kho măng thì nguyên liệu rất là đơn giản đó Ngọc Hương. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tôm sú nè, thịt ba rọi, măng luộc, một ít hành lá, tỏi băm, hành tím băm, dầu ăn, các loại gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto và nước tương Lisa. Công nhận là nguyên liệu và gia vị để thực hiện món tôm thịt kho măng rất là đơn giản. Tôm, thịt và măng. Đúng rồi, chỉ cần có 3 nguyên liệu thôi là chúng ta có thể chế biến được món ăn này rồi. Tôm chúng ta mua về sẽ bóc vỏ đi, chẻ lưng, bỏ phần đầu, chừa lại cái phần đuôi cho đẹp. Còn thịt thì chúng ta sử dụng thịt ba rọi, mà Ngọc Hương nhớ lưu ý nha, khi chọn thịt ba rọi thì chọn những cái miếng thịt có nhiều nạc như thế này và những cái sọc mỡ này rất là mỏng, da cũng mỏng thì thịt ba rọi mới ngon. Dạ. Quý vị khán giả lưu ý, khi chọn thịt ba rọi, chúng ta chọn thịt ba rọi có nhiều thịt, ít mỡ và da mỏng. Thịt ba rọi thì chúng ta sẽ cắt những cái miếng dày độ chừng 1 cm, sau đó chúng ta cắt lại thành khối như thế này. Tôm cô đã bóc vỏ, bỏ đầu, chẻ lưng nè, chúng ta chừa đuôi lại. Cô sẽ cho chung vào, chúng ta ướp tôm thịt chung nha. Đầu tiên là cô ướp vào tỏi băm với lại hành tím băm nha. Chừa lại một ít để lát nữa mình phi cho thơm. Sau đó sẽ ướp đến tiêu nè, 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Cuối cùng là mình ướp thêm 2 muỗng cà phê nước tương Lisa. Nước tương đậu nành Lisa thì món kho của chúng ta khi mà kho xong á thì lên một cái màu rất là đẹp và tự nhiên. Đúng rồi, Ngọc Hương rất là có kinh nghiệm trong chuyện này. Sau khi sơ chế tôm thịt xong rồi, chúng ta sẽ cắt măng nha Ngọc Hương nha. Dạ. Mình mua măng luộc sẵn như thế này nè, thì không biết là chọn như thế nào để ngon hả cô? Khi mà chọn măng để mà làm món tôm thịt kho măng này thì quý vị khán giả sẽ chọn những cái mục măng mà nó có màu sáng và đặc biệt là nó còn có một cái mùi thơm thơm. Dạ. Như vậy là chúng ta sẽ chọn măng có màu sáng và còn mùi thơm, đó là măng luộc ngon quý vị nhé. Phần măng cô cũng cắt xong. Cuối cùng thì cô sẽ cắt hành lá ra. Hành lá chúng ta cắt khúc như thế này. Cô Diệu Thảo ơi, tất cả các nguyên liệu mình chuẩn bị xong rồi nè, tôm thịt cũng ướp gia vị, măng cũng đã sắc rồi, bây giờ thì mình chuẩn bị kho đúng không? Đúng rồi, mình sẽ chuẩn bị kho, nhưng mà lúc nãy cô có nói với Ngọc Hương rồi, mình còn có một cái giai đoạn rất là quan trọng để làm cho món kho ngon, đó là cô sẽ làm sốt. Chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng canh nước tương Lisa, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và cuối cùng là 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Mình cho thêm một chén nước nữa. Dạ. Ngọc Hương giúp cô khuấy đều nha. Dạ. Khi mà chảo đã nóng rồi, cô sẽ cho một ít dầu vào. Dầu nóng thì lần lượt cho tỏi vào và cho hành tím băm. Dạ. Khi mà chúng ta phi hành tỏi đã thơm rồi thì là chuẩn bị phần măng này, chúng ta cho măng vào xào trước. Rồi kế đó chúng ta mới cho hết cái phần tôm thịt này vào. Mình xào khi nào tôm thịt và măng săn lại là được hả cô? Đúng rồi, chúng ta chỉ cần xào cho tôm thịt săn lại là chúng ta có thể cho qua nồi để kho. Rồi bây giờ tất cả các nguyên liệu đã rất là săn và thơm rồi, cô sẽ sử dụng một cái nồi để kho nè. Bây giờ thì Ngọc Hương cho nước sốt vào hả cô? Đúng rồi Ngọc Hương. Trong giai đoạn đầu thì quý vị khán giả cho tôm thịt và măng lên bếp với cùng với lại nước sốt và chúng ta để lửa lớn để cho phần nước sốt này sôi lên. Sau khi nước sốt sôi lên rồi, chúng ta hạ lửa nhỏ từ từ và chúng ta kho với lửa nhỏ. Trước khi mà chúng ta lấy món ăn này ra thì chúng ta sẽ cho cái gia vị cuối cùng, đó là hành lá và tiêu, trước khi múc ra dĩa để có mùi thơm.
Và bây giờ cô sẽ gấp ra dĩa để trang trí nha. Tôm, thịt và măng. Ngon nhất là cái phần măng non này. Rưới thêm một chút phần nước sốt lên. Vậy là xong. Ngọc Hương biết không, món tôm thịt kho măng này mà ăn với cơm là hết biết á. Tèn tèn. Trời, chúng mình sẵn ha. Trời ơi, đâu có biết. Cho một chút nước kho nè, một con tôm. Ba nguyên liệu triệu món ngon, xem như thế nào. Tôm thịt thì thấm gia vị nè, măng á thì mềm ngọt. Tất cả đã hòa quyện nên một món ăn mà Ngọc Hương nghĩ là Ngọc Hương ăn tới 4 chén cơm luôn đó cô Thảo. Chắc chắn đó cũng là tiêu chí của món ăn này. Khi chúng ta thực hiện món tôm thịt kho măng thì nước phải sệt nè. Thực phẩm tôm, thịt và măng phải thấm gia vị và có cái mùi vị đặc trưng của nước tương Lisa nữa, phải không Ngọc Hương? Ba nguyên liệu triệu món ngon. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đã khởi động chủ đề ba nguyên liệu triệu món ngon với món tôm thịt kho măng thật là hấp dẫn. Chúc quý vị khán giả sẽ thành công khi thực hiện món ăn này cho cả gia đình cùng thưởng thức. Đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083-930-8794. Thời lượng dành cho chương trình hết rồi. Ngọc Hương và cô Diệu Thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.